Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 43. Vả sự đói kém trong xứ lớn lắm. Khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Ai Cập đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng: bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta. Giu-đa thưa: người đó có nói quyết cùng các con rằng: ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Nếu cha cho em đi với thì chúng tôi mới xuống Ai Cập mua lương thực cho cha được. Bằng không thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu. Vì người đó đã nói rằng: ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Israel quở rằng: sao bay khéo tệ cùng tao mà tỏ cho người ấy rằng bay còn một em nữa? Thưa rằng: người đó hỏi kỹ càng về chúng tôi và về bà con chúng tôi rằng: thân phụ các ngươi còn sống chăng? Còn có một người anh em nào nữa chăng? Chúng tôi có đáp các lời hỏi đó. Há dễ biết người đó sẽ dặn chúng tôi rằng hãy đem em út xuống đây sao? Giu-đa lại thưa cùng Israel cha mình rằng: hãy cho đứa trẻ theo con, thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi, hầu cho chúng ta, nào các con, nào cha, nào các cháu của cha đi, đều được sống và khỏi chết. Con sẽ bảo lãnh em cho, cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về, không để em trước mặt cha, thì con đi sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vả nếu không có điều dùng dằn thì chúng tôi đã đi và về được hai lần rồi. Đoạn Israel cha các anh em nói rằng: nếu việc đã thế kia thì bay phải làm thế này. Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta, một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và một dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ. Hãy đem theo một số tiền bằng hai, đặng thối hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay. Có lẽ là một sự lộn chăng? Bay hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người đó. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Vậy các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng hai, cùng dẫn Benjamin đồng đứng dậy đi xuống Ai Cập mà ra mắt Joseph. Vừa khi Joseph thấy Benjamin đi theo xuống với, bèn truyền cho quản gia rằng: hãy đưa các người này vào nhà trong, bắt con gì làm thịt và nấu dọn đi, vì trưa này họ sẽ dùng bữa cùng ta. Quản gia làm theo y như lời dặn, đưa họ vào nhà Joseph. Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Joseph thì sợ hãi và nói với nhau rằng: ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước nên họ mới đem chúng ta vào chốn này, đặng tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tôi mọi và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta. Mấy anh em bèn đến gần quản gia của Joseph thưa cùng người tại ngoài cửa mà rằng: xin Chúa tha lỗi cho, anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi đặng mua lương thực. Và khi trở về đến nhà quán mở các bao ra, này số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mình, cân nặng bao nhiêu đều y như bấy nhiêu. Này, chúng tôi có đem lại số bạc đó, và cũng có đem thêm số bạc nữa đặng mua lương thực. Chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi. Quản gia đáp rằng: mọi việc đều bình yên, đừng sợ chi cả. Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao. Còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta. Đoạn người dẫn Simeon đến cùng anh em, rồi đưa anh em vào nhà Joseph, đem nước ra cho rửa chân và cũng cho những lừa ăn cỏ nữa. Các anh em bèn sửa soạn của lễ, đợi trưa Joseph về, vì có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà này. Khi Joseph trở về, các anh em bèn lấy của lễ đã đem theo dâng cho Joseph tại nhà, rồi cùng sấp mình xuống đất trước mặt người. Người liền hỏi thăm họ mạnh giỏi thế nào và nói rằng: người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta đó được mạnh khỏe chăng, còn sống chăng? Đáp rằng:
kể tôi tới Chúa là cha chúng tôi vẫn mạnh khỏe và còn sống. Đoạn họ cúi đầu và lại. Joseph nhướng mắt thấy Benjamin, em ruột, con trai của mẹ mình thì hỏi rằng: đó có phải em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng: con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi. Vì thấy em mình nên Joseph tức lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài tìm nơi nào đặng khóc. Người vào phòng nhà trong và khóc. Đoạn rửa mặt bước ra làm bộ chắc gan mà nói rằng: hãy dọn bữa ăn đi. Người ta dọn cho Joseph ăn riêng và cho các anh em ăn riêng. Người Ai Cập ăn chung cùng người cũng dọn cho ngồi riêng nữa, vì người Ai Cập có tánh gớm người Hebrew nên không ăn chung được. Vậy các anh em bèn ngồi lại trước mặt Joseph, lớn nhỏ tùy theo thứ tự mình, ngơ ngẩn mà nhìn nhau. Joseph sai đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh em, nhưng phần Benjamin lại nhiều gấp năm của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng Joseph. Chương 44. Joseph bèn truyền lệnh cho quản gia rằng: hễ các người đó chở nổi bao nhiêu thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ. Lại hãy để cái chén bằng bạc ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người Úc nữa. Quản gia bèn làm y như lời Joseph dặn mình. Ngày mai, trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa về. Khi đi ra khỏi thành chưa xa, Joseph nói cùng quản gia rằng: ngươi hãy đứng dậy, đuổi theo mấy người đó. Khi theo kịp rồi hãy nói rằng: sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy? Có phải cái chén này là của chúa ta thường dùng uống rượu và bói chăng? Các ngươi đã làm một việc chẳng thiện đó. Quản gia theo kịp, lặp lại mấy lời ấy. Các anh em bèn đáp rằng: sao chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tới chúa có tưởng làm đến việc thế này. Đây, từ xứ Canaan chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thay, dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay vàng của dinh chủ người sao? Xin cho kẻ tôi tới nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi, và chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho chúa. Quản gia đáp: ừ thôi, hãy làm như lời các người đã nói. Ta tìm được chén nơi ai thì người đó sẽ làm tôi mọi cho ta đó, còn các ngươi thì vô tội. Tức thì mỗi người lật đật hạ bao mình xuống đất và mở ra. Quản gia lục soát, bắt từ bao anh cả lần đến bao em út. Cái chén bèn tìm đặng trong bao Benjamin. Mỗi người xé áo mình ra, chất bao lúa lên lưng lừa, rồi cùng trở lại thành. Giu-đa cùng anh em đồng vào đến nhà Joseph. Người hãy còn ở nơi đó. Họ bèn sắp mình xuống đất trước mặt người. Joseph hỏi: các ngươi gây nên nông nổi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói sao? Giu-đa đáp: chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao, sẽ phân lại làm sao, sẽ chữa mình chúng tôi làm sao. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tới cho Chúa. Nhưng Joseph đáp rằng: ta chẳng hề có ý làm như vậy đâu. Người mà đã bị bắt được chén nơi tay sẽ làm tôi mọi ta. Còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên. Giu-đa bèn lại gần Joseph mà thưa rằng: vì Chúa ngang vai Pharaoh, xin lỗi Chúa, chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ để tôi nói một lời cho Chúa nghe. Chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng: các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng? Có thưa lại cùng Chúa rằng: chúng tôi còn một cha già cùng một con trai đã sinh muộn cho người. Anh ruột đứa này đã chết rồi, nên trong vòng các con của mẹ nó còn một mình và cha thương nó lắm. Vả, Chúa có dặn rằng: hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng Chúa rằng: đứa trẻ chẳng lìa cha được, nếu lìa ra thì cha sẽ chết. Nhưng Chúa lại dạy: nếu em út không theo các ngươi xuống đây thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa. Nên khi chúng tôi trở về nhà kẻ tôi tới Chúa là cha tôi, thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời của Chúa. Kế ấy, cha lại biểu chúng tôi rằng: hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực.
Chúng tôi thưa lại rằng không được. Nhưng nếu em út đi theo cùng thì mới trở xuống được, bằng không thì chúng tôi không thể ra mắt người đó. Kẻ tôi tới Chúa là cha tôi đáp rằng: Bạn biết rằng vợ ta sinh cho ta hai đứa con trai. Một đứa đã từ ta đi mất biệt, ta cũng đã nói chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bay còn dắt đứa này đi khỏi mặt ta nữa, rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó, tất nhiên bay sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Cha thương em út tôi lắm, cho đến đổi hai linh hồn khăng khít nhau. Nếu bây giờ khi tôi trở về nơi kẻ tôi tới Chúa là cha tôi mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tới Chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tới Chúa, đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Vì kẻ tôi tới này có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng: Nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tới Chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư? Chương 45. Bây giờ Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng: Hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc, dân Ai Cập nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Joseph nói cùng anh em rằng: Tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người, các anh em bối rối chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng: Các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: Tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ai Cập. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi, trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Ai Cập. Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi và nói với người rằng: Joseph, con của cha có nói như vậy: Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ai Cập, cha hãy xuống với tôi, xin đừng chậm trễ. Cha, các con, các cháu, các chiên bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Goshen gần tôi đây. Ở đó tôi sẽ nuôi cha, vì còn 5 năm đói kém nữa. E khi cha, người nhà cha và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn. Này, các anh và Benjamin em tôi đã thấy tận mắt rằng chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ai Cập cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây. Đoạn, người ôm lấy cổ Benjamin em mình mà khóc. Benjamin cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn, anh em nói chuyện cùng người. Lập tức, tiếng đồn đến nhà Pharaoh rằng anh em Joseph đã đến. Pharaoh và quần thần nghe, lấy làm đẹp dạ. Pharaoh bèn phán cùng Joseph rằng: Hãy dặn các anh em ngươi rằng, hãy chở đồ lên lừa, đi trở về xứ Canaan, rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Ai Cập, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Còn ta dặn ngươi, hãy nói lại cùng họ như vậy: hãy đem xe cộ từ xứ Ai Cập về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ về phần các ngươi. Các con trai của Israel làm y như lời. Joseph vâng mạng Pharaoh, đưa những xe cộ cho anh em mình và lương thực dùng trong lúc đi đường.
người cũng đưa áo sống mặc đổi thay cho mỗi người. Còn Benjamin, người cho 100 miếng bạc cùng 5 bộ áo sống. Người cũng sai đem về cho cha mình 10 con lừa chở các vật quý nhất trong xứ Ê-díp-tô, 10 con lừa cái chở lúa, bánh và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường. Vậy Joseph đưa anh em mình lên đường, lại dặn họ rằng: xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường. Các anh em ở Ê-díp-tô trở lên và đến xứ Ca-na-an, nơi Gia-cốp cha mình thuật lại lời này mà rằng: Joseph hãy còn sống, lại ấy là người đang cai trị cả xứ Ê-díp-tô. Nhưng lòng Gia-cốp vẫn vô tình, vì người không tin lời họ nói. Anh em thuật lại cho người nghe hết mọi lời của Joseph đã nói. Gia-cốp vừa thấy các xe cộ của Joseph sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng: thôi biết rồi, Joseph, con trai ta hãy còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Thi Thiên thứ 7. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nương náu mình ở Ngài. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi và thoát giải tôi, kẻo kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử và phân tôi từ mảnh không ai giải cứu cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhược bằng tôi đã làm điều ấy và có sự gian ác nơi tay tôi. Nếu tôi đã trả ác cho người ở hòa hảo cùng tôi và cướp lột kẻ hiếp tôi vô cớ, thì đáng cho kẻ thù nghịch đuổi theo tôi kịp, giày đạp mạng sống tôi dưới đất và làm rạp vinh hiển tôi xuống bụi đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nổi thịnh nộ mà trỗi dậy, hãy giấy nghịch cùng sự giận hoảng của kẻ hiếp tôi. Khá tỉnh thức mà giúp đỡ tôi, Ngài đã truyền định sự đoán xét rồi. Hội các dân tộc sẽ vây phủ tứ phía Ngài, còn Ngài vì chúng phải trở lên cao. Đức Giê-hô-va đoán xét các dân. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi. Ồ, Đức Chúa Trời công bình là đấng dò xét lòng dạ loài người. Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, song hãy làm cho vững vàng người công bình. Đức Giê-hô-va là cái khiên tôi, Ngài là đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời là quan án công bình, thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm, Ngài đã dương cung mà chực cho sẵn, cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết và làm những tên Ngài phừng lửa. Kìa, kẻ dữ đang đẻ gian ác, thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa và sinh điều dối trá. Nó đào một hố sâu nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó, và sự hung hăng nó giáng trên trán nó. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là đấng chí cao. Thi Thiên thứ 8. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao, sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Nhưng vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đăng bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Cả loài chiên, loài bò, đến đổi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Chương 28. Khốn thay cho mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ê-phra-im, khốn thay cho hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ của những người say rượu. Này, từ nơi Chúa có một người mạnh và có quyền, giống như cơn bão mưa đá, như trận gió phá hại, như nước lớn vỡ bờ.
người sẽ lấy tay ném cả xuống đất. Mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim sẽ bị giày đạp dưới chân. Cái hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ, cũng sẽ giống như trái vả chín trước mùa hè. Người ta thấy nó vừa mới vào tay thì đã nuốt. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trở nên mão triều thiên chói sáng và mão miệng rực rỡ của dân sót Ngài, sẽ trở nên thần công chính cho kẻ ngồi trên tòa xét đoán và sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành. Song những kẻ ấy cũng choáng váng vì rượu, siêu tó vì các thứ rượu mạnh. Thầy tế lễ và đấng tiên tri đều choáng váng vì rượu mạnh, bị rượu nuốt đi. Nhân các thứ rượu mạnh và xoàng ba, xem sự hiện thấy thì cắt nghĩa sai, sự kiện thì vấp ngã, mửa ra ô uế đầy bàn tiệc, chẳng có chỗ nào sạch. Vậy người sẽ dạy khôn cho ai và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình? Có phải là dạy cho những trẻ con thôi bú mới lìa khỏi vú chăng? Vì với họ phải giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân này. Ngài đã phán cùng nó rằng, đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ. Này là lúc mát mẻ cho các ngươi, thế mà họ chẳng chịu nghe. Lời Đức Giê-hô-va đối với họ sẽ là giềng mối thêm giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia, hầu cho họ bước tới thì ngã nhào và dập nát, sập bẫy và bị bắt. Vậy nên, hỡi các ngươi là những người ngạo mạn, cai trị dân này ở Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi nói rằng, chúng ta đã kết ước với sự chết và giao ước cùng nơi âm phủ. Khi tai nạn hủy diệt trải qua sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương náu, sự gian lận làm nơi ẩn mình. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá gốc quý báu, làm nền bền vững. Ai tin sẽ chẳng gấp rút. Ta sẽ lấy sự chính trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực. Mưa đá sẽ hủy diệt nơi ẩn náu bằng sự nói dối, nước sẽ ngập chỗ nương náu. Bây giờ, ước các ngươi kết với sự chết sẽ phế đi, ước các ngươi giao cùng nơi âm phủ sẽ không đứng được. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, các ngươi đều bị giày đạp. Mỗi lần tai nạn trải qua sẽ bắt lấy các ngươi, vì nó trải qua mọi buổi sớm mai, ngày và đêm. Chỉ có sự kinh sợ làm cho các ngươi hiểu biết lời dạy ấy. Giường ngắn quá không thể duỗi mình, mền hẹp quá không thể quấn mình. Vì Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên như ở núi Phê-ra-xim, Ngài nổi giận như tại trũng Ga-ba-ôn, đặng làm việc Ngài là việc khác thường, và làm công Ngài là công lạ lùng. Vậy bây giờ đừng khinh lờn nữa, e dây tói càng buộc chặt các ngươi chăng? Vì ta có nghe từ nơi Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân lĩnh truyền hủy diệt cả đất. Hãy lắng tai nghe tiếng ta, hãy để ý nghe lời ta. Kẻ cày để gieo, há hằng ngày cứ cày luôn hay sao? Há chẳng vỡ đất và bừa hay sao? Khi đã bộng bằng mặt đất rồi, há chẳng vải tiểu hồi gieo đại hồi ư? Há chẳng tỉa lúa mì nơi rảnh, mạch nha nơi đã cắm dấu và đại mạch trên bờ ư? Ấy là Đức Chúa Trời dạy và bảo nó cách phải làm. Vì người ta chẳng dùng trái lăng mà nghiền tiểu hồi, cũng chẳng cho bánh xe lăn trên đại hồi. Nhưng tiểu hồi thì đập bằng cái que, đại hồi thì đập bằng cái lẻ. Người ta vẫn xay lúa mì, nhưng chẳng đập luôn, dầu cho hột thóc qua dưới bánh xe hoặc chân ngựa, song không dập nát. Điều đó cũng ra bởi Đức Giê-hô-va vạn quân, mưu Ngài lạ lùng, sự khôn ngoan Ngài tốt lành. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa
hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.